Diện tích hồ này là cỡ 15 ha, mục đích là xây dựng về cung cấp nước cho đồng ruộng cánh đồng xa lấy cánh đồng xã Phước Thiện này. Chúng 60-70 hộ đó, xây dựng được cách đây là 4-5 năm rồi. Công ty thủy lợi dưới đồng xoài mình này. Xe này là của dân lấy về trồng hoang thôi, giờ nó lấy lan ra nhiều á. Cái nhất là hết mùa này là mùa sâu nó vẫn vậy à, nó lên cái ung sùm này. Dân hái về ăn rồi lấy hái về làm cúng viếng. Chuyên là cứ có cặp đôi nào đám cưới gần tới đám cưới là về quay phim chụp hình. Của cá thì cũng chưa có người thả mấy nhưng mà cũng tự sinh ra cũng nhiều. Cá rô phi tự sinh là cũng có 5 ký.